Đây là đường vòng núi, đường vòng qua núi, khá quanh co và nguy hiểm. Thực sự quanh co và nguy hiểm. Nhưng mà mình thích. Trước là có một bức tượng và một nhà thờ Thiên Chúa giáo, nhà khách trường cao đẳng dầu khí. Riêng dọc bờ biển này là đã có khoảng vài tỉnh xá và vài cái nhà thờ rồi.